bản đồ Việt Nam này là cái từ trên nó là cây xanh gỗ tốt vun trồng gốc người tươi vật quần muôn đời sau, bên dưới cái đầm sen đó là có cái đĩa cá là cổ nhất, rồi đến cái đĩa chim hoa, rồi cái chùa Thăng Long ở Hà Nội, Chùa Một Cột. chùa Một Cột đấy, rồi đến tỉnh Thanh Hóa là những cái đĩa đẹp lá lật hay là những cái đĩa kiến trúc hay là những cái lá đẹp, rồi đĩa bát quái của bên Lào, rồi Đà Nẵng là có con cá gáy đang hóa rồng à. đấy, hay là hòn đảo Trường Sa và Trường Sa, rồi là của chợ Bến Thành Campuchia, nói chung đảo Phú Quốc ở vịnh Thái Lan đây, đảo Quần Sa Việt Nam, nói chung là còn bên này là câu đối là cái này là mộc xuất thiên chi vô hữu bản thị lưu vạn phái tố tổng nguyên, có nghĩa là mộc xuất thiên chi vô hữu bản là từ một cây đẻ là hàng nghìn cái nhánh, còn cái bên kia là mộc xuất thiên chi vô hữu bản là mộc thị lưu vạn phái tố tổng nguyên là coi như nước muôn dòng cũng từ một nguồn mà ra. Còn đây là chợ Bến Thành này, chung cái chiều Quốc cả tàu rồi máy bay rồi biển đảo. Từ năm 2018 là hoàn thành. Hoàn thành cái tác phẩm này trong vòng mấy năm hay là mấy tháng? Khoảng năm 20 ngày ấy. Tác À phẩm này là làm lên đây khoảng hai hết 20 ngày. ha. Còn cái tác phẩm này là của cha truyền con nối, tức là của ông bà rồi tổ tiên để lại. Tác phẩm này Dạ. bằng 365 cái đĩa cổ đấy. 365 cái đĩa cổ thì Đã tính tượng. được 365 Dạ. ngày. Còn trong nhà còn nhiều. Dạ. Thế thì xuất phát từ ý tưởng nào thì bác làm nên cái bức tranh này? Báo cáo với các anh là tôi là cái ý tưởng của tôi á là có yêu đất nước Việt Nam, quý mến đất nước mình, nên mình mới làm nên cái ý tưởng của cái bản đồ Việt Nam này, và bản đồ Việt Nam này toàn bằng đĩa cổ đấy, hắn đã cố niên đại từ thầy Lê thầy Nguyễn thầy Trần ba 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 đời rồi. Để làm nên cái bức tranh này thì mình ô bác cho nhờ tí. Bác Mình sử dụng bao nhiêu chiếc đĩa cổ và trải qua bao nhiêu ngày công? báo cáo với hai anh, ông bà tôi đấy bắt đầu đi tìm cái đĩa cổ này, thế là khoảng năm gần 10 năm nay á, là nằm vào cái rơi vào khoảng năm tầm 15 đến 20 năm nay rồi, tức là của ông bà bố mẹ thân sinh ra tôi đã để lại, đến đời tôi là đời thứ hai thứ ba dùng cái đĩa cổ này, và tất cả trong nhà có như thế khoảng nằm cỡ 5 đến 600 cái đĩa cổ này, nhưng trên cái bản đồ Việt Nam này gia đình tôi là ông bà tôi đã gắn là 365 cái đĩa, tức là 365 ngày thể hiện của 365 ngày vì cái tình yêu đất nước tổ quốc của mình lâu dài, mình quý đất nước Việt Nam nên mình mới làm cái bản đồ Việt Nam này. Để làm đến bức tranh này thì mình kỳ công trong bao nhiêu ngày bác, và thuê thợ như thế nào? Làm nên cái bức tranh này là Kỳ thuê công. thợ ở dưới Hồng Châu, tức là anh Quý dưới Hồng Châu làm tất cả là hết khoảng 15 ngày mới xong cái bức tranh này, mà tiền công cái bức tranh này cái năm mà làm đó là hết khoảng 20 triệu tiền công. Bác thì ngày xưa xuất phát từ làm nghề gì và mình đến với đồ cổ như thế nào? Tôi là ngày xưa là xuất phát từ đi thanh niên tình nguyện 4207 ở Bãi Chành, sau về đi bộ đội ở trong Huế, trong Bình Trị Thiên đấy, tôi về là chế độ là thương binh, hiện nay là thương binh, và cái yêu đất nước Việt Nam này là cái tổ tiên, tức là ông bà của tổ tiên để lại, nên mà tôi mới là người nối tiếp cái dòng dõi đấy, tìm được cái đồ cổ của ông bà để lại. Tức là cái đồ cổ này thì là đã sưu tầm qua bao nhiêu đời rồi chứ không phải là đời của bác với sưu tầm đúng không? Đúng rồi, từ đời ông bà đến đời tôi đến đời con cháu tôi nữa ba đời đó mà mới sưu tầm là cái đĩa cổ này, đời Trần đời Lê là đời Nguyễn. Trong 365 cái đĩa này thì đĩa nào là có niên đại thì lớn nhất, Cái lâu nhất? đĩa cá mà bên dưới cái bức sen nữa đó, là cái đĩa cổ hơn là đĩa cá đó, còn thể hiện như câu đối là người tươi gỗ tốt vun trồng gốc
người tôi yêu vật quản muôn đời sau chứ. Bác bên kia là mộc xuất thiên chi vô hiệu bản, thì lưu vạn phái tố tổng nguyên mộc xuất thiên chi vô hiệu bản, tức là từ một con người mà xuất ra là hàng ngàn cái nhánh đấy. Thiên chi vô hiệu bản mà ví dụ giờ bác làm cái mô hình này thì ngoài cái việc mà mình thể hiện cái ý tưởng của mình rồi thì mình cũng có mong muốn truyền lại cho con cháu hay là như thế nào nữa không ạ? Cái ý tưởng của mình là mình muốn cho con cháu để càng ngày càng sưu tầm được càng nhiều đồ cổ càng quý để về làm những cái đất nước Việt Nam mình rạng rỡ thêm và tươi sáng thêm, mà mình yêu cái đất nước Việt Nam mình mới làm nên cái sự nghiệp như thế này. Hay quá. Thế thôi anh nhỉ? Nói về cái ý tưởng thế này á, là nằm vào cái rơi vào khoảng nằm tầm 15 đến 20 năm nay rồi. Tức là của ông bà bố mẹ thân sinh ra tôi đã để lại. Đến đời tôi là đời thứ hai, thứ ba dùng cái đĩa cổ này. Và tất cả trong nhà có như thế khoảng nằm cỡ 5 đến 600 cái đĩa cổ này, nhưng trên cái bản đồ Việt Nam này gia đình tôi là ông bà tôi đã gắn là 365 cái đĩa, tức là 365 ngày. Thể hiện của 365 ngày vì cái tình yêu đất nước tổ quốc của mình lâu dài. Mình quý đất nước Việt Nam nên mình mới làm cái bản đồ Việt Nam này. Để làm đến bức tranh này thì mình kỳ công trong bao nhiêu ngày bác, và thuê thợ như thế nào? Làm lên cái bức tranh này là thuê thợ ở dưới Hồng Châu, tức là anh Quý dưới Hồng Châu làm tất cả là hết khoảng 15 ngày mới xong cái bức tranh này. Mà tiền công cái bức tranh này cái năm mà làm đó là hết khoảng 20 triệu tiền công. Bác thì ngày xưa xuất phát từ làm nghề gì và mình đến với đồ cổ như thế nào? Tôi là ngày xưa là xuất phát từ đi thanh niên tình nguyện 4207 ở Bãi Chành, sau về đi bộ đội ở trong Huế, trong Bình Trị Thiên. Đấy, tôi về là chế độ là thương binh, hiện nay là thương binh. Và cái yêu đất nước Việt Nam này là cái tổ tiên, tức là ông bà của tổ tiên để lại, nên mà tôi mới là người nối tiếp cái dòng dõi để tìm được cái đồ cổ của ông bà để lại. Tức là cái đồ cổ này thì là đã sưu tầm qua bao nhiêu đời rồi chứ không phải là đời của bác mới sưu tầm đúng không? Đúng rồi, từ đời ông bà đến đời tôi đến đời con cháu tôi nữa, ba đời đó mới sưu tầm là cái địa cổ này, đời Trần, đời Lê, là đời Nguyễn. Trong 365 cái đĩa này thì đĩa nào là có niên đại thì lớn nhất, cái đĩa, lâu nhất? Cái đĩa cá mà bên dưới cái bút sen nữa đấy, là cái đĩa cổ hơn, là đĩa cá đó. Còn thể hiện như câu đối là người tươi gỗ tốt vun trồng gốc, người tươi vật quản muôn đời sau chứ. Bác bên kia là mộc xuất thiên chi vô hiệu bản, thì lưu vạn phái tố tổng nguyên mộc xuất thiên chi vô hiệu bản, tức là từ một con người mà xuất ra là hàng ngàn cái nhánh đấy. Thiên chi vô hiệu bản mà ví dụ giờ bác làm cái mô hình này thì ngoài cái việc mà mình thể hiện cái ý tưởng của mình rồi thì mình cũng có mong muốn truyền lại cho con cháu hay là như thế nào nữa không ạ? Cái ý tưởng của mình là mình muốn cho con cháu để càng ngày càng sưu tầm được càng nhiều đồ cổ càng quý để về làm những cái đất nước Việt Nam mình rạng rỡ thêm và tươi sáng thêm, mà mình yêu cái đất nước Việt Nam mình mới làm nên cái sự nghiệp như thế này. Hay quá. Thế thôi anh nhỉ? Nói về cái ý tưởng thế. Cái đĩa cá đây à bác? Là từ thời Trần tính ra bây giờ là bao nhiêu năm nhỉ? Không biết nữa. Nào tầm mấy trăm năm. Cái đĩa cá này là cái đĩa cổ nhất đây à bác? Cổ nhất. Còn mỗi cái ví dụ như của một cô Hà Nội rồi Hà Thanh Hóa rồi, nói chung là cái nào cũng có điểm nhấn cả. Cái đẹp ạ. Bác làm cái bản đồ này là từ năm bao nhiêu? Từ năm 1918 ấy. 1918 á? Đâu? Cái bản đồ đây cơ mà. Cái mô hình bản đồ mô hình này là năm 2018 đó. À. Quên đi. Dạ. Còn cái này là chữ tâm này, cái dưới chữ tâm này, đẹp. Còn cái xanh chữ phúc. Cái dưới của chữ tâm, đúng chữ tâm luôn. Không sai.
Ở đây thì đã bao giờ bị mất cắp chưa? Chưa bao giờ mất cắp cái chi cả. Dân tí ở đây hiền lành lắm. Người ta yêu mến lắm. Người ta yêu nhất là cái bản đồ Việt Nam. Nói chung anh nào đấy cũng thích cái bản đồ Việt Nam. Để cổ. Bật hai cái bóng điện đi. Không bác không thấy được đâu. Đi. Đồ Việt Nam từ trên xuống dưới giúp cháu với ạ. Cái bản đồ Việt Nam này là cái từ trên nó là cây xanh gỗ tốt vun trồng gốc người tươi vật quần muôn đời sau bên dưới cái đầm sen đó là có cái đĩa cá là cổ nhất rồi đến cái đĩa chim hoa rồi cái chùa tà Thăng Long ở Hà Nội chùa một cột đấy rồi đến tỉnh Thanh Hóa là những cái đĩa đẹp lá lật hay là những cái đĩa kiến trúc hay là những cái lá đẹp rồi đĩa bắt quái của Bình Lào rồi Đà Nẵng là có con cá gái đang hóa rồng đấy hay là hòn đảo Trường Sa và Trường Sa rồi là bị của chợ Bến Thành Campuchia nói chung đảo Phúc Phúc ở vịnh Thái Lan đây đảo Quần Sa Việt Nam nói chung là còn bên này là câu đối là cái này là mục xuất thiên chi vua hiệu bản thị lưu vạn phái tố tổng nguyên có nghĩa là một suất thiên chi vô hiệu bản là từ một cây đẻ là hàng nghìn cái nhánh còn cái bên kia là một suất thiên chi vô hiệu bản là mộc thị lưu vạn phái tố tổng nguyên là coi như nước muôn dòng cũng từ một nguồn mà ra. Còn đây là chợ Bến Thành này. Chung cái chiều Trung Quốc à tàu rồi máy bay rồi biển đảo từ năm 2018 là hoàn thành cái tác phẩm này trong vòng mấy năm hay là mấy tháng? Khoảng năm 20 ngày anh. Tác phẩm này là làm lên đây khoảng 20 ngày. Và cái tác phẩm này là của cha truyền con nối tức là của ông bà rồi tổ tiên để lại. Tác phẩm này. Bằng 365 cái đĩa cổ đấy. 365 cái đĩa cổ thì tượng được 365 ngày. Vâng. Còn trong nhà còn nhiều. Phải quân niên hạn của hắn cơ. Hắn phải còn cái giấy tờ của hắn còn nằm lại cơ. Tức là giấy tờ của quốc gia ta chứng thực được cái đĩa này là 1952 này hay 1945 này. Anh nghe chưa? Thì cái đĩa đó là cái đĩa có giá trị. Cái đĩa mà chỉ nối mồm với nhau không, cái đĩa cổ là chỉ là ta nối chịt với nhau thôi. Vâng. Thì cũng không có giá trị. Tức là nó phải có cái giấy gì còn lưu lại của chính quyền địa phương đúng không? Đấy, của nhà nước. Từ cái thời nào, thời Trần hay thời Lê là mới còn lại. Ví dụ cái đồng hồ của ta là đồng hồ ví dụ Odo Mùi Côn đó nè. Nếu hắn mà còn giấy thì cái đồng hồ nó 100-200 triệu. Nhưng không còn giấy còn có trăm. Đấy, giá trị là giá trị phải còn cái bác, giấy. Cho tôi hỏi thêm một tí là khi mình làm cái ý tưởng này á thì có được sự đồng thuận từ phía gia đình rồi con cái không? Cái làm cái ý tưởng này gia đình và con cái hoàn toàn ủng hộ và rất vui mừng, anh nghe chưa? Vì yêu đất nước Việt Nam nên con cái thích lắm, thích là mình có một cái tư tưởng mà cả gia đình đều yêu đất nước quê hương mình là sướng lắm. Cái này thì mình làm từ năm bao nhiêu anh nhỉ? Cái nhà này hả? Cái nhà này mới làm lại từ năm 1900 2018 thôi. Mới có 5 năm nay thôi. Là thời điểm đó là bác làm cái này luôn. Làm cái này luôn. Chứ làm xong á. Còn ví dụ cái bức tranh Nguyên Hổ, bức tranh đây là còn cái hồ sơ lý lịch anh kêu. Thì không có giá. Không còn hồ sơ lý lịch thì con hổ cũng không có giá. Muốn lấy tiền đại khái như thế. Hắn còn nhiều tiền hơn hổ sống thôi. Còn cái chuyện mà họ photocopy lại với các thứ là sau này là không có giá. Thế cái đĩa mà con cá ở nằm ở dưới cái đài sen kia thì bác lấy cơ sở đâu? Bác bảo nó là cổ nhất và có giá trị nhất. Cái đĩa đó là báo cáo với anh là thực tế là nói là như gia đình tôi mua về là họ chỉ nói là cái đời đĩa cổ thôi. Nhưng không biết là tôi không hiểu hết là cái đời nào. Vì chắc chắn hơn là đời Trần chứ không phải đời Lê. Mình chỉ biết thế thôi, mà giấy tờ không còn. Tức là mình đam mê sưu tầm các đồ cổ nhưng thực tế là mình không nghiên cứu về đồ cổ, đúng không ạ? Cũng nghiên cứu chứ, cũng có nghiên cứu. Không nghiên cứu không biết được đồ cổ anh. Đấy, vâng. Bây giờ cái đồ cổ anh ấy cần anh cầm đến cái anh biết ngay là đồ cổ.
Ví dụ tí tôi lấy cái gì anh cầm cái anh biết ngay, mà anh cầm cái chén này anh biết ngay đồ cổ. Anh không cần hỏi ai cả. Vâng. Anh có một cái bí quyết đấy. À nhưng mà ý là đồ cổ cháu đang nói là mình có thể là mình biết được nó là đồ cổ nhưng mình không biết được nguồn gốc sâu xa của nó. Ví dụ như niên đại hay là ông thế này kia. Biết được thời Trần thời Lê chứ. À. Ừ. Ví dụ đĩa này là từ năm 45 trở về trước là cúa này này. Dạ. Đời Trần cũng cúa này. Dạ. Đại khái như thế chứ. Vâng. Bác vào nhà tôi nhờ tí tôi. Lại đi. Hòn hòn đá chống mái chứ sầm sơn là như thế nào? Đâu? Đây. À. Tức là cái này thì chống mái như sầm sơn anh. Vâng, cháu biết rồi. Ừ. Cái này mình lấy mua đá hay là siêu tầm đá này là đá gì ở đâu đây? Đá này là đá Thạch Anh. Mình mua về với lại là làm cái hòn chống mái ở dưới sầm sơn. Thì thể hiện là đất nước Việt Nam và cái hòn trống mái Sầm Sơn này cả thế giới công nhận là cổ vật cờ của đất nước Việt Nam, cho nên mình mới sưu tầm về đây để mình làm dựng lên thôi. Dạ. Không phải là cổ vật như tít Sầm Sơn được. Vâng. Đây là dựng lên thôi. Đấy, hòn trống mái này. Đâu ạ? Đây này, đứng đây. Nó mới đúng cái nét chữ. Đây là chữ Phúc à? Phúc. À. Còn tên là Thông Tùng Ngân Chính Khách. Chữ Phúc đẹp anh. Vâng. Đây là chữ Phúc. Đâu còn bác giới thiệu cháu xem còn những cái gì nữa nào đẹp nữa nào. Ví dụ như đồ tùng này là cái ví dụ cây dành dành này anh này. Chi tử là cây dành dành mà trồng cái chi tử để dành cho con. Đấy, cái chi tử là cây dành dành mà. Trồng cái chi tử để dành cho con. Dạ. Là tạo dáng là bằng cây lục bình à, bằng lục bình đúng không? Lục bình đó. Dạ. Còn kia là cái hoa giấy thác đồ anh. 9 tầng đấy. À. Đây cái hoa giấy 9 tầng. Thác đồ. Thế ở đây có hai ông bà ở đây à? Có hai ông bà mà. Dạ, các anh, các chị là giờ đang sinh sống ở đâu? Cái cả. À. Dọc đường ra thị trấn Bức Sơn này. Dạ. Đây là cái khúc học họ này. Ba ngoại bằng nhau anh. Đấy. Cái hóa giấy này mảnh đời còn lại còn có bộ rễ nữa. Tất cả các cây trong đây đều có tên hết đấy. Vâng, có tên hết đúng không? Ừ. Ví dụ như cây hoa giấy thì cũng là cái bàn trà ngồi dưới đó. Dạ. Đây này, có cây hoa giấy thì đẹp này. Cây hoa giấy 9 tầng này đẹp này. Ừ, cái thác đổ, đang thay lá đây. À. Nó là hoa gì ở bác? Hoa giấy tím Huế đây. Sao pháo với tinh hế hai màu. À. Cây này là mình tự tạo hay là mình sưu tầm mình ở đâu? Tự tạo cho anh. Vậy. Anh cua là mình tự tạo lên được. Dạ. Đâu? Ở đâu là như thế nào bác? Để cho bác nhìn. Tức là cái đốc nhà, cái nóc nhà đó là hơi vong võng lên. À. Cái nóc nhà là phải võng. Dạ. Một nhà võng đốc, mà cầu thì võng giữa. À đây. Đấy. Dạ. Hai cái đốc nhà hơi vong võng lên. Nó giống như kiểu cái võng gì đúng không? Đúng rồi. Dạ. Còn trong nhà đó là cột cái không có cột đực thì ra ngoài là có hai cái cột đâu? Cái đục đực cái đây. Đâu bác đây, giới thiệu cho xem. Đây là một cái đực cái này, cái đực là to hơn này. Cái đây. À hai cái cột mà là cũng vàng cũng phải lệch nhau đúng không? Đực đực cái. Cái nhỏ chứ còn ông nhà cột cái không có cột đực. Dạ. Mà đây này, thêm nếu là có cổ có kim này. Đấy, hay là đây là 6 nấc này, 6 nấc mới 8 cạnh này này. Là lọc phát đây này. Dạ. Đúng không? Dạ. 6 là lọc mà 8 là phát, lọc phát. Cố hết đấy chứ. Ở kim có tổ nhà có tông con chu ra chui vô đó. Đâu nhỉ? Đúng. Đây thật bức cái sân hoa đó chị. Anh thấy không? À đây rồi. Một con là chui vào, một con chui ra đúng không? Đúng, có con bay ra bay vô chứ. Là ý nghĩa là như thế nào ạ? Tức là chim có tổ nhà có tông. À.
Dạ. Bác ông con gì ạ? À, còn ngoài ra vào đây bác giới thiệu cháu xem cái ngôi đặc biệt của ngôi nhà này như nào nào. Đây, đây là cái biến hữu của gia đình thôi anh. Vâng. Đây là cái này là cái biến hiệu của gia đình đây. Dạ. Cái dầu cao khang. Còn đi ra từng đôi nước ngánh mặt lại ở đây này. Cái chim á. Để cho con vật vị này cho. Ôi, làm con cá vàng rõ đẹp ở đây đúng không? Ừ. Đây, anh đang quay phim, chụp ảnh. Dạ, bên trong thì như nào bác? Bên trong thì nói chung là có cầm kỳ thi họ anh. Đấy. Ví dụ này anh giới thiệu là cầm kỳ thi họ có rơi công tìm về cái nóc nhà rơi xuống là cầm kỳ thi họ học hành đổ trạng của các thứ được nhà vô quan của cái quạt ba tiêu mới đấy. Dạ. Còn cái tốt đất của đạo đây. Đâu cô? Đây hai đôi chưa con chim đây. À. Tốt đất của đạo. Dạ. Còn trong cây quốc công, công cha, công mẹ, công đức, công danh. Còn bên ngoài đây là có hai con thạch hồng là mình buông mai con đắt cái thạch. À, thật thật đó hả? Thật thật, thật thùng hả? Ừ. Dạ. Còn ví dụ đồ tàu lá chuối đây này, không có ý nghĩa này. Đâu? Đồ tàu lá chuối đây này, tức là lá rách hay đầm lá lành này. À. Đây, bên con thạch hồng, bên con bò vải là thờ bò vải, bên con thạch hồng là thờ thần. Dạ. Còn cái lá chuối đa số là cái cây là đều rụng lá, cái gì đây lá chuối là không rụng cái tàu. Dạ. Khô mấy mới dính lại ông chủ. Vâng. Đúng không? Đúng rồi, ý nghĩa tuyệt vời. Hai bên hai tàu lá chuối. Vâng, hai bên hai tàu lá chuối. Dạ. Tâm phúc đấy. Cái ý nghĩa của mấy cái đĩa trụ này là như thế nào? Bắt ăn bắt để anh. Có bốn bắt ăn như bốn cái trụ ngắn ngắn rồi bốn bắt để ở đầu khách giang đó, tức là bắt ăn bắt để. À, đây là bốn cái gọi là bốn cái đĩa cái bát đúng không? Ừ. Vâng. Tức là có bắt ăn bắt để mình làm là có bắt ăn bắt để đó để dành ấy cho. Dạ. Con cái sau này rồi cháu chót mình. Còn trong nhà có cái cột nấu đây này. Tức là cha truyền con phải nấu. Đâu? Đây. Cha truyền con nấu đây. Đâu cái vệt nấu đâu ạ? Cái vệt nấu cái chỗ đầu cột đó chứ. Đây. Cha truyền con nối. Rất ý nghĩa đúng không? Ừ. Đây gọi là cột nối. Cha truyền con nối. Vâng. Đúng không? Vâng, đúng rồi. Cái đấy có ý nghĩa chứ? Dạ. Tất cả những cái. Ví dụ như đây này, ví dụ đây là năm con dơi tức là ngũ phúc, còn bốn bên là bốn chữ linh là của các quan triều. Bốn chữ linh còn ngũ phúc là năm con dơi như cái đĩa này. Dạ. Còn ở đây tùng cúc túc mai này, ví dụ như là ở đây giới thiệu anh là ví dụ như tân xuân mai những cua thanh bạch, tức là tân xuân mai những cua thanh bạch, tân xuân mai những cua thanh bạch đấy. Thôi bác giới thiệu lại đây là tân xuân mai những cua thanh bạch. À. Đấy, bên đây là hạ nhật hùng hoa dấu báu kỳ, tức là cái trúc hạ nhật hùng hoa dấu báu kỳ. Yeah. Đấy đúng không? Vâng. Còn bên đây này là cúc ngạo thu tình hương vận học. Cúc bên đây ạ. Dạ. Ngoài này cúc ngạo thu tình hương vận học. Thấy không? Thấy ạ. Đây là cúc ngạo thu tình hương vận học. Chọn bên này là gì? Bên này là tùng bàng đông tiết ngọc kim chi. À. Tức là tùng bàng đông tiết ngọc kim chi. Tức là cái tùng đây đi. Có ý nghĩa cả đó. Vâng. Đẹp nha. Hả? Đẹp quá. Con hổ thì là con hổ đại tướng đẹp. Đắt thì lắm con hổ thì. Bức này cũng tỷ mấy đấy. Bức gọi là bức này là như nào bác? Hắn là cái bức tranh của cầm kỳ thi họ thôi. À. Đấy, cũng bốn vị đâu, cùng cúc cũng mai cũng lan. À, một tỷ mấy hả? Ừ. Còn đây này cái này, con hổ cũng nhiều tiền đấy. Con hổ này anh thấy từ cái. Con hổ này là từ cái đời nào hay như thế nào bác? Thế kỷ thứ hai. Còn cái bức tranh này thế kỷ thứ 16. Dạ. Con hổ này bây giờ giá để có một cái bức tranh này là bao nhiêu? Bức tranh này thì hắn là vô giá anh ạ. Tức là cái người mà yêu hắn, thích hắn thế. Tức là yêu mua là mua cái hồn của hắn thôi. Vâng. Chứ không phải mua con hổ. Dạ. Khi còn đắt hơn cả con hổ sống cơ. Cái hồn con hổ này đẹp quá đẹp. Dạ.
chỉ mua. Chỉ có mua. Vâng, mua về để đó thôi. Mua về để kỷ niệm lại cho con cháu sau này mãi mãi cho không cái vật kỷ niệm của đất nước Việt Nam thật quý lắm anh, đồ cổ quý lắm. Dạ. Cho nên cứ phải để lại để cho con cháu sau này dùng mà biết được là cái đồ cổ của cha ông mình làm ngày xưa là khó nhọc hay vất vả đến đâu mà làm ra được cái đồ đẹp như thế này mà có hồn như thế này. Dạ. Đấy, căn bản cái hồn vẫn là hồn đồ cổ. Chứ có cái từ ba đời rồi, ba thế hệ để sưu tầm đồ cổ rồi thì ông phải có một cái đồ cổ nào mà giá trị nhất mà mình phải bỏ ra nhiều tiền mình mua, đó là cái nào? Ví dụ như cái bức tranh phô cầm kỳ thi họa ở trên đấy. Vâng. Là bức tranh nó là đồ cổ nhất đấy. Là bức đó là hiện nay là hai cái ông ở dưới Sầm Sơn là trả tôi tỷ hai tôi không bán. À. Lúc tôi mua không đấy. Dạ. Mua thì lúc nó không đi mới hào. Vâng. Bây giờ mới có giá trị. Cái đó mua lâu chưa ạ? Mua cách đây cũng 20-30 năm rồi. À, vâng. Ừ. Là cái bức đó là mình mua cách đây 20-30 năm rồi đúng không? Ừ. Đến bây giờ thì nhiều người ta mua đây cả tỷ nhưng mình vẫn không bán. Không bán. Vâng. Không bán chứ không phải là mà mình ham về đồng tiền. Dạ. Chứ còn bán thì tha hồ đồng lời rồi. Dạ. Ví dụ như cái bức đó là trước là tôi mua quanh 7 Hoàng Đạt. Vâng. Bác ngày xưa bác được bác cựu chiến binh đúng không? Thì trước là đi thanh niên xung phong, còn sau đi bộ đội. Đây là cựu chiến binh, đây là thương binh. Năm bao nhiêu là bác đi thanh niên xung phong? Năm đó nó đi thanh niên trong phong thì cả, không biết là năm cũng năm cái cỡ 71-72 chứ đó là về 75 đi bộ đội. Xung phong. À 77. Xung phong ở đâu bác? Ở ngay chỗ 4207 ở Bãi Chành. Năm 75 đi bộ đội. 77 đi bộ đội. Năm 77 mới đi bộ đội. Cái trường nào bác? Bình Trị Thiên. Ở sang Lào. Giờ là thương binh, về là thương binh. Bác bị nặng không? Cũng 21% thôi. 21% đạn bắn lên không? Chua, cứ chua là đạn để bắn đi. À, thương binh 21%. Thế thôi. Phải quân niên hạn của hắn cơ. Hắn phải còn cái giấy tờ của hắn còn nằm lại cơ. Tức là giấy tờ của quốc gia ta chứng thực được cái điển này là 1952 này hay 1945 này, anh nghe chưa? Yeah. Thì cái điển đó là cái điển có giá trị. Cái điển mà chỉ nói mồm với nhau không, cái điển cổ là chỉ là ta nói chuyện với nhau thôi. Yeah. Vâng, thì cũng không có giá trị. À, tức là nó phải có cái giấy gì còn lưu lại của chính quyền địa phương đúng không? Đấy, của nhà nước. Đấy, vâng. Từ cái thời nào, thời Trần hay thời Lê là mới còn lại. Ví dụ cái đồng hồ của ta là đồng hồ Odo Mùi Côn đó nè. Nếu hắn mà còn giấy thì cái đồng hồ nó 100-200 triệu, nhưng không còn giấy còn có trăm. Dạ. Đấy, nó giá trị là giá trị phải còn cái bác, giấy. Cho tôi hỏi thêm một tí là khi mình làm cái ý tưởng này á thì có được sự đồng thuận từ phía gia đình rồi con cái không? Cái làm cái ý tưởng này gia đình và con cái hoàn toàn ủng hộ và rất vui mừng, anh nghe chưa? Vì yêu đất nước Việt Nam nên con cái nó thích lắm. Thích là mình có một cái tư tưởng mà cả gia đình mà đều yêu đất nước quê hương mình là sướng lắm. Cái này thì mình làm từ năm bao nhiêu bác nhỉ? Cái nhà này hả? Cái nhà này mới làm lại từ năm 2018 thôi. Mới có 5 năm nay thôi. Là thời điểm đó là bác làm cái này luôn? Làm cái này luôn. Chắc làm xong á. Còn ví dụ cái bức tranh Văn Hổ, bức tranh đây là còn cái hồ sơ lý lịch anh kêu. À. Thì không như có giá. Dạ. Chứ không còn hồ sơ lý lịch thì con hổ cũng không có giá. Muốn lấy tiền, đại khái như thế. Dạ. Hắn còn nhiều tiền hơn hổ sống thôi. Dạ. Còn cái chuyện mà họ photocopy lại với các thứ là sau này là không có giá. Cái đĩa mà con cá ở nằm ở dưới cái đài sen kia thì bác lấy cơ sở đâu? Bác bảo nó là cổ nhất và có giá trị nhất. Cái đĩa đó là báo cáo với anh là thực tế là nói là như gia đình tôi mua về là họ chỉ nói là cái đời đĩa cổ thôi. Nhưng không biết là tôi không hiểu hết là cái đời nào. Nhưng chắc chắn hơn là đời Trần chứ không phải đời Lê. Yeah. Mình chỉ biết thế thôi. Yeah. Mà giấy tờ không còn. Tức là mình đam mê sưu tầm các đồ cổ nhưng thực tế là mình không nghiên cứu về đồ cổ, đúng không ạ? Ừ, cũng nghiên cứu chứ, cũng có nghiên cứu. Không nghiên cứu không biết được đồ cổ anh. À. Đấy. Vâng. Bây giờ cái đồ cổ anh ấy cần anh cầm đến cái anh biết ngay là đồ cổ. À.
Ví dụ tí tôi lấy cái gì anh cầm cái anh viết ngay, cái anh cầm cái chén này anh viết ngay đồ cổ. À. Anh không cần hỏi ai cả. Vâng. Anh có một cái bí quyết đấy. À nhưng mà ý là đồ cổ cháu đang nói là mình có thể là mình biết được nó là đồ cổ nhưng mình không biết được nguồn gốc sâu xa của nó. Ví dụ như niên đại hay là ông thế niên này đại kia. Biết được thời Tần thời Lê chứ. À. Ừ. Ví dụ đến này là từ năm 45 trở về trước là cúa này này. Dạ. Yeah. Đời Trần cũng cúa này. Dạ. Yeah. Đại khái như thế chứ. Vâng. Bác vào nhà tôi nhờ tí tôi. Ví dụ như cái đồng hồ này cũng là biết là cái chìa khóa này. Đồng hồ là cái chìa khóa, ví dụ cái đồng hồ là cái sổ tâm hồn. Dạ. Yeah. Thế là thành cái chìa khóa luôn á. Đúng cái chìa khóa đó. Cái đĩa đây cũng là đĩa cổ luôn. Đĩa cổ đó. Bộ lư cũng cổ đó. Nói chung trong đây là cổ cả. Chìa khóa là một cửa tâm hồn của tình yêu ấy. Rồi cũng là cái đồng hồ đấy đúng không? Mình mua có mỗi nghĩa cả đấy. Nong chanh. Chanh nó đẹp. Thế thì cái lông. Giới thiệu cái bình thì đại khái như thế anh nghe chưa? Hắn phải có niên hạn đây này. Cái bình. Không, cái bình này là bình mới thôi. Nhưng hắn phải có niên hạn này thì mới là để cổ này. À. Đây này, hắn ví dụ cái bình này này. Dạ. Hắn có niên hạn như thế này này. Ừ. Đúng không? Thì mới đúng là cái đồ cổ chứ. Cái này không có giấy tờ thì không phải là đồ cổ. À. Đấy. Cái bình này là của Trung Quốc à? Của Trung Quốc. Dạ. Cái này là nó là bao nhiêu năm của đời nào ấy bác? Không, cái này không phải là đời cổ anh nghe chưa? À. Này đời thời Trung thôi, như hắn phải có cái niên hạn đi rồi để nào sau này cho con cháu đời 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 mới biết là đời cổ hay đời Trung. Thế đại khái như thế đại đúng thế là đây. Ít là rõ nguồn gốc còn đấy. Ngon cả. Đấy. Của cả người làm đấy. Dạ. Yeah. Đúng không? Đại khái như thế. Quả gai mà lên nhà ông Trương Đình Huệ thì mới được nhiều cái đồ đẹp. Trương Đình Huệ là ông nào? Ở tỉnh Thanh Hóa ta, công an đấy. Hiện nay ông đang quê nông cống. Trương Đình Huệ. Nhưng mà nhiều khi đẹp nó lại không có ý nghĩa bằng một cái đẹp, cái bản đồ của bác. Đúng đấy. Thể hiện đồng bào yêu tổ quốc đúng không? Dạ. Tôi ví dụ như cái tụi đây này này, ví dụ con ngựa là ngọ mà con khỉ là thân đúng không? Mà tôi là ngọ mà bà tôi là thân. À. Đấy, tôi được sưu tầm mà được như thế này chứ. Dạ. Đấy, mà đang đi đây là chưa hết từng đất này này. Đi từ đây đi ra. Dạ. Đi đến bên đây lại đi hết từng đất. Dạ. Ý nghĩa đó. Tất cả đều mang ý nghĩa riêng của mình hết đúng không? Đây là mang ý nghĩa riêng của mình ý. Mà đi bộ này trong nhà công tử Bắc Liêu mới cúa là không phải tự hào. Anh cứ lên nhà công tử Bắc Liêu anh thấy cái bộ lư này này mới là bộ lư đẳng cấp này. Ừ. Đúc lìn đấy nhỉ. Đây này đúc lìn chứ không phải rời đâu nhá. Đây này. Đúng anh. Ủi nặng đấy à? Ừ, đây này. Dạ. Đấy, đúc lìn đấy chứ. Bộ lư này là bộ lư đúc lìn. Lư công tử Bạc Liêu. Trong nhà công tử Bạc Liêu á. Dạ. Một ngựa lên một tấm đó. Nếu bác. À. Một ngựa một tấm đó chứ. Nếu là còn hút đâu đó. Còn hút được hết chứ anh.